ai viết nhạc để đỡ phải trả tiền cho tác giả, ByteDance, công ty chủ sở hữu mạng xã hội TikTok mới đây vừa mua lại JukeDuke, một startup về AI. Sản phẩm của startup này là một phần mềm sản xuất nhạc bằng trí tuệ nhân tạo. JukeDuke tạo ra một công cụ tự viết lên những bản nhạc, sau đó cho phép người dùng tùy biến bản nhạc này. Sản phẩm do JukeDuke phát triển tương đối phù hợp với những đoạn nhạc nền cho các video ngắn được đăng tải trên TikTok. Do khả năng tùy biến của bản nhạc, người dùng sẽ có thể sáng tạo hơn với những đoạn video của mình việc mua lại giúp sẽ giúp TikTok giải quyết được vấn đề bản quyền đối với các bản nhạc. Trong khi người dùng đang sử dụng những đoạn nhạc nền miễn phí, TikTok phải trả phí bản quyền khi cung cấp các đoạn nhạc này. Với những người sáng tạo nội dung, đây là một thông tin tốt bởi nó sẽ mở ra khả năng kinh doanh với những video clip của họ. Trước kia, người dùng của TikTok không sở hữu bản quyền các đoạn nhạc nền trong clip, do vậy họ sẽ không thể kinh doanh các đoạn video nếu muốn mang chúng ra khỏi nền tảng của TikTok. Việc Biden mua lại giúp gần như đã được hoàn tất. Bằng chứng là nhiều lãnh đạo và nhân viên của Duke, Duke đã thêm Biden vào tiểu sử công việc của mình trên LinkedIn.